Mình bắt đầu ha mọi người ha. Dạ. Rồi, buổi tối hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái nội dung còn lại, đó là phần tuyến xin lỗi, tuyến thượng thận nha. Thì đối với mục tiêu bài này á, thì chúng ta sẽ nắm về một số cái nội dung. Thứ nhất á, là chúng ta trình bày được tên bản chất hóa học, nguồn gốc cũng như là tác dụng điều hòa của các hormone của vùng này nha, của vùng vỏ cũng như là của vùng tủy thượng thận. Rồi, như vậy thì đối với cái tuyến tuyến thượng thận của chúng ta thì như chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, thì cái tuyến này á, nó là một cái dạng hình tháp nha, nó là một cái dạng hình tháp, thì nó sẽ nằm ở cực trên của quả thận của chúng ta ở hai bên. Và cái tuyến này nó sẽ có cái khối lượng nó sẽ dao động trung bình là từ 6 cho đến 10 gram, kích thước rất là nhỏ, và chúng ta thấy là nó sẽ chia làm hai vùng. Và mọi người thấy trên cái màn hình ở đây, cái vùng tuyến thượng thận này thì cái vùng vỏ này nó sẽ chiếm ưu thế hơn so với là cái vùng tủy, và cái vùng vỏ này nó sẽ chiếm khoảng 80% cái khối lượng của toàn bộ cái tuyến thượng thận, còn vùng tủy nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Và cái nguồn gốc phôi thai của cái vùng vỏ thượng thận này á, nó là nguồn gốc từ cái trung bì phôi. Từ trung bì phôi, và cái tuyến của vùng vỏ thượng thận này nó sẽ chịu trách nhiệm là bài tiết ra các hormone có bản chất, những chất có bản chất là steroid. Trong khi đó thì cái vùng tủy này á, thì nó sẽ bài tiết ra là các catecholamine, và nó chiếm khoảng là 20% cái khối lượng của cái vùng tuyến thượng thận. Và nguồn gốc của nó từ cái phôi thai học đó, từ ngoại bì phôi. Vùng vỏ thì là từ trung bì phôi, còn cái vùng tủy nó là từ ngoại bì phôi, và nó sẽ bài tiết ra các catecholamine, đó là epinephrine và norepinephrine, hay mình có cái tên khác gọi là adrenaline và noradrenaline. Và cái vùng tuyến thượng thận của chúng ta, mọi người nhìn thấy đây nha, đây là cái hình phóng lớn lên nè đó, thì nó sẽ chia làm hai cái vùng rất là rõ rệt. Và mọi người nhìn thấy đây thì cái vùng toàn bộ cái vùng này đó là cái vùng vùng vỏ ha, nó chiếm nó dày hơn rất là nhiều so với là cái vùng tủy chỉ chiếm một cái vùng nhỏ như thế này thôi ha. Thì như vậy thì nó sẽ chia ra làm ba lớp ở cái vùng vỏ ha, và nó sẽ bài tiết ra hơn 30 loại hormone ở cái vùng này. Và như vậy thì đầu tiên là cái lớp ngoài cùng đó, là gọi là lớp cầu. Thì cái lớp cầu này nó chiếm khoảng 5% ha, nó chiếm khoảng 5% cái khối lượng của cái vùng vùng vỏ. Trong khi đó thì cái vùng lớp lớp bó thì nó chiếm khoảng 70%, nó là cái lớp mà nó sẽ chứa chiếm khối lượng nhiều nhất. Rồi kế đến là cái lớp lưới thì nó chiếm khoảng 25% mà thôi. Chiếm khoảng 25%. Thì tùy theo mỗi một cái lớp mà nó sẽ chịu trách nhiệm khác nhau. Thì đối với cái lớp cầu, nó sẽ bài tiết ra các mineralocorticoid, tức là những cái hormone liên quan tới điều hòa muối nước. Mà cụ thể ở đây chủ yếu đó là các aldosterone. Các aldosterone. Rồi tới cái lớp thứ hai, đó là cái lớp mà nó sẽ điều hòa bài tiết, nó sẽ bài tiết ra các glucocorticoid. Glucocorticoid thì đó là điển hình của nó, đó là các cortisone. Và cái lớp thứ ba là lớp lưới, thì lớp này nó sẽ bài tiết ra những cái hormone tiền sinh dục, những hormone tiền chất của các androgen, mình viết tắt gọi là DHEA, đó là dehydroepiandrosterone đó. Thì cái vùng lớp lưới này nó sẽ bài tiết ra những cái DHEA này, còn đối với cái vùng vùng tủy thì nó sẽ bài tiết ra các catecholamine, đó là epinephrine, norepinephrine và một lượng nhỏ đó là dopamine. Dopamine thì ở cái phần đầu hôm trước chúng ta đã nói về cái phần nội tiết, chúng ta có nói một chút về nó rồi đó. Rồi, như vậy thì cấu trúc của những cái hormone của cái vùng vỏ thượng thận, hormone vùng vỏ thượng thận chúng ta gọi chung, những hormone của vùng vỏ thượng thận gọi là hormone 3S. Hormone 3S bởi vì nó sẽ điều hòa liên quan tới ba chuyện, liên quan tới chữ S. Chữ S thứ nhất á, đó là son, tức là liên quan tới điều hòa việc muối nước ha, điều hòa muối nước, thể tích dịch ngoại bào bên trong cơ thể của chúng ta. Thì cái anh này á là do anh này á là cái androsterone nha,
aldosterone, các mineral corticoid. Rồi cái anh thứ hai á, để điều hòa cái nồng độ đường huyết, tham gia điều hòa nồng độ đường huyết ở bên trong cơ thể của chúng ta, thì anh này có tên đó là cortisol, glucocorticoid, điều hòa đường, tên là sugar. Rồi liên quan tới điều hòa về về sinh dục, về giới sinh dục của sinh dục nam, sinh dục nữ, thì liên quan tới sex. Như vậy thì nó sẽ liên quan tới cái hormone đó là dehydro epiandrosterone, tức là DHEA, tức là tiền chất của các androgen đó. Thì như vậy thì nó sẽ có những hormone của vùng vỏ thượng thận, nó sẽ chịu trách nhiệm ba cái chuyện chính. Thứ nhất là nhắc lại là điều hòa muối nước, thể tích niệu bào. Thứ hai là liên quan tới chuyển hóa, tức là điều hòa nồng độ đường huyết bên trong cơ thể. Và thứ ba là liên quan tới điều hòa tới duy trì nội giống, liên quan tới chuyện sinh sản. Đó là hormone của tiền chất của các androgen. Rồi và như vậy thì chúng ta thấy là cả ba cái hormone của cái vùng vỏ thượng thận này, của ba lớp này ha, lớp cầu, lớp bó và lớp lưới, thì nó đều có cùng chung bản chất, đó là những cái vòng benzen mà có 21 carbon ha, nó là những cái vòng benzen có 21 carbon. Và tùy theo cái vị trí của cái gốc phụ gắn lên trên carbon, số mấy mà nó sẽ tạo ra được những cái hormone tương ứng. Như vậy thì chúng ta có gì? Chúng ta có hormone đó là aldosterone. Chúng ta thấy cái từ ando, ando cái từ phía trước này nè, tiếp vị ngữ nè. Thì cái từ này đó là ý nghĩa là cái vị trí carbon số 10, 18 nha, carbon số 18 nó sẽ gắn lên trên đây cái gốc aldehyde nha. Nó sẽ gắn lên trên cái gốc aldehyde ở trên đây. Do đó là gì? Ando sẽ là aldehyde đó. Như vậy thì cái gốc steroid mà có gắn cái gốc aldehyde trên đó ở vị trí carbon số 18. Như vậy thì cái hormone này nó là thuộc cái nhóm gọi là mineralocorticoid, tức là điều hòa muối, muối nước. Rồi, tương tự thì ở cái nhóm gọi là glucocorticoid, cái nhóm mà nó có cái chữ on on ở phía sau, thì cái on on này nó là liên quan tới ancol. Ancol tức là liên quan tới gốc gốc rượu. Như vậy thì cái vị trí thay vì là cái vị trí carbon số 18 thì giờ chỗ này nó sẽ không có gắn gốc phụ, mà ở vị trí là carbon số 17 nó sẽ gắn cái gốc đó là gốc rượu, tức là gốc CH5OH, hoặc là cái gốc CH3OH, tức là rượu 1C hay là rượu 2C gì đó, nó gắn lên đây. Thì những cái vị trí carbon nào mà nó gắn được lên hai cái gốc, một trong hai cái gốc rượu đó, thì nó sẽ tạo ra cái sản phẩm đó là glucocorticoid, đó là cortisone đó. Do đó là cái tính chất mà liên quan tới điều hòa đường huyết đó, thì là do cái gốc là gốc rượu này, nó sẽ quyết định cái tính chất của cái anh cortisone này, glucocorticoid. Do đó chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái hormone mà người ta muốn bất hoạt chúng đó, thì người ta sẽ khóa những cái gốc vị trí carbon tương ứng, vị trí carbon số 17 hay là vị trí carbon số 18. Như vậy thì nó sẽ là gì? Qua đó nó sẽ là gì? Gián tiếp là làm bất hoạt những cái hormone này, ức chế hormone này. Đó là cái cách để mà người ta chế tạo ra những cái hoạt chất, hoặc là tìm ra những cái chất nào mà ức chế lên những cái vị trí carbon tương ứng này, và đó sẽ là ức chế các người gì, các hormone này luôn, tính chất của nó. Trong khi đó thì đối với những cái hormone mà liên quan tới là DHEA cũng là 21 carbon thôi, nhưng mà ở những cái vị trí gốc carbon này nó không có gắn gốc phụ nào hết. Do đó là gì ạ? Nó là những cái hormone mà gọi là tiền chất. Thì qua cái quá trình mà chuyển hóa đó, thì nó sẽ được chuyển hóa cụ thể thành là các testosterone hay là androgestosterone, vân vân. Đó là những hormone liên quan tới sinh dục. Thì đây, chúng ta thấy đây là cái tiến trình mà quá trình tổng hợp những cái hormone của vùng vỏ thượng thận. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bản chất chung của tất cả những hormone của cái vùng lớp cầu, lớp bó và lớp lưới, bản chất chung của nó đều là những steroid, tức là những cái vòng vòng benzen mà có gắn những cái vòng cholesterol ở trên đó. Và như vậy thì tất cả những cái hormone của vùng vỏ thượng thận này nó đều được tổng hợp từ các cholesterol, từ các cholesterol, mà cụ thể là cái nguồn nào ở bên trong cơ thể của chúng ta, tức là từ cái nguồn LDL, LDL tức là lipoprotein có trọng lượng phân tử thấp, low density lipoprotein, và chỉ một phần nhỏ ít thôi, rất ít thôi, đó là được tạo ra từ những cái sản phẩm là gì? Acetyl coenzyme A.
À, do đó chúng ta sẽ thấy là nó đều được tổng hợp từ cái lượng LDL có sẵn ở bên trong cơ thể, hay nói cách khác là những cái hormone của vùng vỏ thượng thận, chúng sẽ được tổng hợp theo nhu cầu của cơ thể. Tổng hợp theo nhu cầu của cơ thể. Nhu cầu cơ thể cần androsterone thì chúng sẽ tạo ra androsterone. Nhu cầu cần tạo ra các cortisone thì nó sẽ tạo ra các cortisone. Đó. Như vậy thì tùy theo nhu cầu của cơ thể. Do đó là những cái hormone này là chúng sẽ không được dự trữ sẵn ở tại các tuyến. Hay nói cách khác là không được dự trữ sẵn ở tại vùng vỏ thượng thận. Nó khác với là gì? Khác với tuyến giáp. Đó. Nó khác với insulin, nó khác với tuyến tụy thượng thận. Đó. Thì do đó chúng ta xin lỗi tiếng tiếng tụy nội tiết đó, bản chất của những cái hormone của vùng vỏ thượng thận này là nó sẽ được tạo ra theo nhu cầu của cơ thể. Rồi những cái hormone này chúng sẽ được vận chuyển ở trong huyết tương của chúng ta bằng các protein vận chuyển. Mà cụ thể ở đây là chúng ta có một cái loại protein có tên đó là CBG, tức là cortisone binding globulin. Cortisone binding globulin đó thì chủ yếu là nó sẽ được các globulin vận chuyển, một phần nhỏ thì chúng mới được vận chuyển bởi các albumin. Do đó chúng ta sẽ thấy là khi nó gắn với globulin hoặc là khi nó gắn với các albumin thì những cái phức hợp vận chuyển các hormone androsterone, cortisone hay là các hormone là sinh dục tiền tiền chất của androgen đó, nó sẽ mang điện tích âm. Do đó là những cái sản phẩm hormone androsterone hay là những hormone cortisone hay là các hormone sinh dục này nó sẽ không được lọc qua cầu thận nha. Nó sẽ thoát ra khỏi màng lọc cầu thận, nó không có xuất hiện ở trong nước tiểu. Do đó chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái hormone mà liên quan tới vùng vỏ thượng thận chúng sẽ không xuất hiện ở trong nước tiểu. Đây là một cái cách mà gì ạ? Đây là một cái cách mà chúng sẽ được giữ lại trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu như nồng độ những cái hormone này ở trong cơ thể của chúng ta mà nó cứ giữ quá cao như vậy thì nó cũng sẽ gây bất lợi đối với cơ thể. Ví dụ như là androsterone thì liên quan tới chuyện là điều hòa muối nước, tức là nó sẽ tăng cường tác thu muối nước ở tại tại ống thận. Như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả đó là thể tích dịch ngoại bào trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng lên. Do đó là những cái hormone này mặc dù là nó không được là gì, nó không được lọc qua thận, nhưng mà chúng sẽ được vận chuyển tới gan. Và tại đây thì những cái hormone của vùng vỏ thượng thận đó là glucocorticoid hay là các mineralocorticoid hay là các hormone mà liên quan tới sinh dục đó thì chúng sẽ được vận chuyển tới gan. Và tại đây thì gan nó sẽ có tạo ra một cái loại axit đó là axit lucuronic. Glucuronic thì cái hormone này chúng sẽ được chuyển hóa kết hợp với những cái hormone này trở thành một cái dạng phức hợp hòa tan. Thì khi đó thì cái dạng phức hợp hòa tan này chúng mới là chúng mới được đào thải ra bên ngoài qua đường nước tiểu. Do đó là hầu như là về người ta muốn định lượng những hormone này thông qua nước tiểu sẽ không không bao giờ định lượng được, mà người ta chỉ có thể định lượng được gián tiếp những cái thành phần mà hormone này nó được chuyển hóa ở tại gan mà thôi. Qua đó là người ta sẽ định lượng gián tiếp ngược trở lại những hormone đó. Rồi do đó chúng ta sẽ là tùy theo cái con đường mà nó chuyển hóa thì những hormone này chúng sẽ được chuyển hóa như thế nào. Ví dụ như là tiền chất của các cholesterol này chúng sẽ được chuyển hóa thành các renecnolone, sau đó sự chuyển hóa thành là 17 hydroxy renecnolone, sau đó những cái sản phẩm này chúng mới được chuyển hóa thành các DHEA. Nó qua gián tiếp qua nhiều bước khác nhau và tùy theo cái con đường chuyển hóa đó mà chúng sẽ hoặc là chuyển thành các cortisone hoặc là gì chuyển thành là các corticosterone hay là chuyển thành là các DHEA, tùy theo cái con đường chuyển hóa chúng nó như thế nào mà nó sẽ tạo ra được những cái sản phẩm steroid ở của vùng tuyến thượng thận. Rồi như vậy thì hai cái hormone chính mà của vùng vỏ thượng thận mà trong cái bài này chúng ta đề cập tới nhiều nhất đó chính là gì? Đó chính là hormone của nó là androsterone và hormone cortisol. Thì nồng độ chúng sẽ được bài tiết ra với số lượng rất là ít, số lượng rất là ít. Đó thì người ta tính ra được là gì? Nồng độ của chúng ở trong máu nó chỉ tính bằng đơn vị đó là nanogram đối với các androsterone, tức là nó sẽ tạo ra trung bình là khoảng 6 nanogram trên decilit. Định lượng cái này rất là khó. Rồi
Đối với cortisol thì nồng độ cao hơn đường chốt, nó là khoảng trung bình là khoảng 15 mg trên đề/lít. Đó. Và chúng ta thấy là mục đích của tất cả những cái hormone của vùng vỏ thượng thận này là những cái nơi mà sử dụng được được steroid. Ví dụ chúng ta có là những cái hormone tiền chất đó là DHEA của androgen, thì cái mục đích của nó là ai? Đó là tinh hoàn, đó là buồng trứng của người nam và người nữ, đó là các tuyến sinh dục. Do đó là chúng ta sẽ thấy là giờ mục đích của các hormone của vùng vỏ thượng thận phải là cái nơi mà sử dụng được steroid. Rồi, người ta ví là các hormone aldosterone này nó liên hay còn gọi nó là hormone sinh mạng. Tại sao nó gọi là hormone sinh mạng? Bởi vì là hormone này nó liên quan tới cái quá trình tái hấp thu muối nước. Nãy chúng ta nói rồi đó. Như vậy thì nó sẽ tác động lên trên cái ống lượng xa và ống gót để tái hấp thu natri và nước ở tại đây. Như vậy thì cái quá trình tái thu muối nước ở tại ống lượng xa và ống gót nó sẽ ảnh hưởng lên thể tích dịch ngoại bào ở bên trong cơ thể. Do đó là nó sẽ làm thay đổi huyết áp. Rồi, thứ hai nữa là cái việc mà tái thu muối nước ở tại ống lượng xa và ống gót nó sẽ làm thay đổi cái quá trình đó là tái hấp thu H cộng hay là đào thải H cộng ra khỏi cơ thể của chúng ta. Như vậy thì nó sẽ liên quan tới gì? Thăng bằng toan kiềm ở bên trong cơ thể. Như vậy thì nó ảnh hưởng lên ba yếu tố. Thứ nhất là ảnh hưởng lên trên huyết áp. Thứ hai là ảnh hưởng lên trên thể tích dịch ngoại bào. Thứ ba là ảnh hưởng đến thăng bằng toan kiềm ở bên trong cơ thể. Như vậy thì ba yếu tố này khi mà nó bị thay đổi, bị rối loạn thì nó sẽ ảnh hưởng lên đa cơ quan. Ảnh hưởng lên đa cơ quan, ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan ở bên trong cơ thể của chúng ta. Và hậu quả dẫn đến nó là gì? Nó sẽ gây là gì? Suy đa cơ quan. Nếu như mà những cái thay đổi này nó diễn ra cùng một lúc, thay đổi huyết áp, thay đổi thể tích dịch ngoại bào hay thay đổi về thăng bằng toan kiềm thông qua cái sự đó là gì? Sự giảm sút các aldosterone. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nếu như mà chúng ta mất toàn bộ các mineralocorticoid, cụ thể ở đây là các aldosterone, thì cơ thể của chúng ta nó sẽ chết từ 3 ngày cho đến 2 tuần sau khi cái nguồn này nó bị giảm sút, bởi vì là nó suy giảm chức năng của tất cả các cơ quan ở trong cơ thể, nó rối loạn tất cả các cơ quan luôn. Do đó người ta ví là aldosterone đó là hormone sinh mạng của cơ thể, hormone sinh mạng của cơ thể. Rồi, như vậy thì những cái bạn nào tắt mic giùm thầy đi. Bạn nào đang mở mic tắt mic giùm thầy đi. Rồi, như vậy thì chức năng chủ yếu của aldosterone là chức năng gì? Chức năng trên thận và trên hệ thống tuần hoàn. Như vậy thì nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ tăng cường tái hấp thu natri nha, và đồng thời là bài tiết kali hoặc H cộng ở tại ống lượng xa và ống gót. Cái này chúng ta học không trong cái phần đó là tái thu và bài tiết các chất ở tại ống thận đó, của tâm dạy cho mọi người đó, thì nó sẽ kỹ hơn, rõ hơn nha. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Quá trình tái thu natri nó sẽ đồng vận chuyển nghịch với kali hoặc là H cộng ở tại ống lượng xa và ống gót. Như vậy thì natri sẽ được tái thu trở lại vào trong tuần hoàn, và đồng thời là hoặc là tại đây nó sẽ bài tiết là gì? Kali hoặc là bài tiết H cộng vào trong nước tiểu ở tại cái vị trí là ống lượng xa hay là ống gót. Do đó chúng ta sẽ thấy là giờ liên quan tới natri là liên quan tới thể tích dịch ngoại bào, liên quan tới kali là liên quan tới cái hoạt động là gì? Co thắt của hệ thống cơ trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt nhất là cơ tim. Rồi liên quan tới H cộng là liên quan tới thăng bằng toan kiềm ở bên trong cơ thể, toan chuyển hóa hay là kiềm chuyển hóa gì đó, thì nó sẽ liên quan tới cái nồng độ H cộng ở bên trong cơ thể của chúng ta, và tùy theo cái mức độ là bài tiết H cộng ra bên ngoài nước tiểu nhiều hay là ít. Và như vậy thì qua đó thì dưới tác dụng mà nó làm tăng tái thu natri cũng như là tăng bài tiết H cộng và K cộng tại ống lượng xa và ống gót, qua đó nó làm thay đổi thể tích của loại bào cũng như là thay đổi làm cái huyết áp của động mạch, nó sẽ bị thay đổi. Đồng thời là gì? Nó sẽ tác dụng lên trên các tuyến mồ hôi, các tuyến nước bọt, nó sẽ làm là gì? Tăng tiết các tuyến này. Tuy nhiên cái vai trò này nó không có rõ rệt lắm.
Rồi thì cái hình này là cái hình mà nó sẽ mô tả về cái tác dụng của aldosterone tác dụng trên ống lượng xa và ống góc. Thì cái phần này ta đã nói trong cái phần phần cái buổi học thứ hai á, chúng ta đã nói về cái vị trí tác động như là cách thức tác động của các aldosterone này rồi, cũng như là cái nội dung này chúng ta được nói trong cái phần là gì, phần tác thu và bài tiết các chất ở tại ống lượng xa và ống góp trong cái phần sinh lý thận tiết niệu mà cô Tâm dạy cho mọi người đó. Do đó là cái phần này chúng ta sẽ không có nói lại ở đây. Rồi đây là cái hình mà cơ chế là tác dụng của aldosterone trên cái ống lượng xa và ống góp nha. Thì nó sẽ tăng cường là vận chuyển natri vào trong tế bào biểu mô của ống lượng xa và ống góp. Qua đó thì natri nó sẽ là gì, nó sẽ được vận chuyển, nó sẽ tái thu ngược trở lại vào trong máu. Trong khi đó thì nó sẽ tăng cường là gì, vận chuyển kali từ ở trong máu ngược vào trong tế bào ống lượng xa và ống góp. Sau đó thì kali này nó sẽ được vận chuyển khuếch tán đưa vào trong lòng của ống thận ở tại đây, do đó là mất một lượng đáng kể là K cộng hoặc là H cộng ở tại đây. Do đó là dưới tác dụng của aldosterone gắn kết vào trong các thụ thể ở trong bào tương thì cái phức hợp mà receptor hormone ở tại đây nó sẽ tác động lên trên cái vùng gen khởi động cũng như là gen cấu trúc ở phía sau, sẽ làm kích hoạt làm mở các kênh natri ra và làm vận chuyển natri từ ở trong lòng ống thận đi vào trong tế bào biểu mô ống lượng xa và ống góp. Rồi như vậy thì để kiểm soát được là cái sự bài tiết aldosterone này có tốt hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào trong cái hệ thống renin-angiotensin aldosterone và renin-angiotensin aldosterone thì cái hệ ERAA cái hệ này nó sẽ quyết định cái việc đó là bài tiết là aldosterone nhiều hay ít. Do đó nếu như mà cái hệ thống cơ thể của chúng ta gan nó bài tiết ra là angiotensinogen này nhiều thì như vậy thì nó sẽ làm kích thích là tăng bài tiết aldosterone và ngược lại. Như vậy thì cái trường hợp nào mà angiotensinogen nó sẽ được bài tiết nhiều, khi mà thể tích dịch ngoại bào ở bên trong cơ thể của chúng ta nó suy giảm hoặc là mất một lượng máu, khi mà hạ huyết áp hay là mất một lượng máu ra bên ngoài thì như vậy thì nó sẽ kích thích lên cái hệ thống gan của chúng ta, nó sẽ bài tiết ra là angiotensinogen. Sau đó thì thận chúng ta nó sẽ bài tiết ra một cái chất đó là renin. Thì renin nó sẽ tác động lên trên nó là angiotensinogen để chuyển thành là angiotensin 1. Sau đó thì angiotensin 1 này nó sẽ được vận chuyển, cái hình này cho mọi người này. Đó. Renin nó tác động chuyển angiotensinogen thành angiotensin 1. Angiotensin 1 này nó sẽ được mang chuyển ở hệ thống mao mạch phổi bài tiết ra đó, nó sẽ chuyển thành là angiotensin 2. Thì cái angiotensin 2 này nó mới tác động lên trên cái vùng vỏ thượng thận ha, kích thích lên trên cái vùng vỏ thượng thận để làm tăng bài tiết aldosterone. Aldosterone này nó mới tác dụng lên trên cái tế bào biểu mô của ống lượng xa và ống góp để tăng cường tái thu natri và đồng thời là bài tiết kali nha, bài tiết kali hoặc là H cộng ở tại ống thận. Rồi angiotensin này nó sẽ gây ra cái hiện tượng co mạch, do đó sẽ làm tăng huyết áp. Rồi nó sẽ tác dụng lên trên là vùng tuyến yên để bài tiết ra là ADH. ADH này nó sẽ tác động lên trên ống lượng xa và ống góp tăng cường tái thu nước ở tại đây, qua đó sẽ làm gia tăng cái thể tích dịch ngoại bào ở bên trong cơ thể của chúng ta. Rồi đồng thời angiotensin 2 này sẽ hoạt hóa thần kinh giao cảm mạnh hơn, do đó là nó sẽ làm gia tăng hoạt động tim, làm gia tăng co mạch, do đó làm gia tăng huyết áp. Thì đây chính là cái tiến trình tác động của cái hệ thống renin angiotensin aldosterone gọi tắt là hệ ERAA trong việc là điều hòa bài tiết aldosterone khi mà thể tích dịch ngoại bào nó bị giảm xuống. Nhắc lại là yếu tố thứ nhất để kích thích sự bài tiết aldosterone là liên quan tới hệ thống renin angiotensin aldosterone. Thứ hai là liên quan tới nồng độ kali ở dịch ngoại bào. Như vậy thì nếu như nồng độ kali ở dịch ngoại bào mà tăng lên thì nó tức là trong máu ta, kali trong máu ta nó tăng lên thì như vậy thì nó sẽ làm tăng cường là gì? Bài tiết aldosterone ở cái vùng vỏ thượng thận để nhằm mục đích là gì? Hoạt hóa cái hệ thống nó là gì? Renin-angiotensin aldosterone để làm tăng cường cái quá trình tái thu natri cũng như là bài tiết kali ra bên ngoài nước tiểu.
À, rồi một phần nữa là điều hòa bài tiết lên trên cái vùng vỏ thượng thận của chúng ta, nó là liên quan tới hormone ACTH. ACTH, A đó là adrenal, rồi còn kia là C là cortex, tức là hormone của vùng tuyến yên trước, nó sẽ tác dụng lên trên cái vùng vỏ thượng thận để kích thích sự bài tiết ra các hormone của vùng vỏ thượng thận, trong đó có aldosterone. À, tuy nhiên cái vai trò của ACTH thì nó không có quan trọng bằng. Rồi, đối với hormone, thứ hai đó là cortisol, hay đây là hoạt chất chính của cái nhóm glucocorticoid. Nhóm hoạt chất chính của glucocorticoid thì hơn 95% cortisol nó sẽ được bài tiết ra ở đây, nó đóng vai trò thay thế cái hoạt, nó là vai trò chính của cái nhóm là glucocorticoid. Bản chất của chúng là steroid, nãy chúng ta nói rồi ha, đó là cái đó là cái nhóm vòng benzene mà được gắn cái vị trí là gốc rượu ở vị trí carbon số 10, 17. Và như vậy thì những cortisol của chúng ta nó sẽ được vận chuyển chủ yếu dưới dạng kết hợp ở trong máu. Vận chuyển chủ yếu dưới dạng kết hợp ở trong máu. Như vậy thì chúng sẽ được vận chuyển kết hợp với gì? Với cortisol binding globulin là cái dạng vận chuyển chủ yếu nhiều nhất, chiếm hơn 90% cái dạng vận chuyển. Cortisol binding globulin là cái dạng vận chuyển cortisol chủ yếu ở trong máu, chiếm hơn 90%. Rồi, cái dạng vận chuyển cortisol thứ hai là nó sẽ kết hợp với các albumin. Tuy nhiên cái sự kết hợp này nó chỉ chiếm khoảng 6% mà thôi. Còn lại là chưa tới 10% là cortisol nó sẽ được vận chuyển tự do ở trong máu. Như vậy thì và ngoài ra thì cái nhóm cortisol, nhóm glucocorticoid thì cái nhóm này cái thời gian mãn quỵ của nó rất là ngắn, nó chỉ khoảng từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng 30 phút. 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút mà thôi đó. Do đó là giờ cái khả năng mà nó bị mãn quỵ đó nó rất là nhanh, rất là nhanh. Ngoài ra thì cortisol nó sẽ được bài tiết, nồng độ nó thay đổi ở trong máu chúng ta theo cái nhịp sinh học. Theo nhịp sinh học thì hôm trước là chúng ta đã nói rồi, tức là sự bài tiết các hormone nó thay đổi theo theo cái nhịp sinh học, thì trong đó cortisol nó đỉnh tiết của nó cao nhất là vào 9 giờ sáng và nó thấp nhất là từ 18 giờ tối cho đến 24 giờ khuya, là cái thời điểm này nó sẽ thấp nhất. Do đó ứng dụng cái chuyện đó thì nhắc lại hôm trước chúng ta có nói rồi đó, tức là người ta sẽ sử dụng là gì, liệu pháp corticoid để mà điều trị thay thế cho vai trò của cortisol trong điều hòa hoạt động của cơ thể, thì người ta sẽ chú ý tới cái liều là corticoid, người ta sẽ sử dụng duy nhất một liều vào sáng, buổi sáng sau khi ăn, sau khi ăn no, thì cái thời điểm này người ta khuyến cáo tốt nhất là trước 8 giờ sáng là cái thời điểm tốt nhất để tránh cái ảnh hưởng tới sự thay đổi cái bài tiết là cortisol của cái vùng vỏ thượng thận. Nếu như chúng ta sử dụng corticoid lâu ngày mà chúng ta không có cái chiến lược điều trị một cách có hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là rối loạn cái sự bài tiết cortisol theo cái nhịp sinh học, qua đó thì cái triệu chứng của chúng ta gọi đó là suy tuyến thượng thận sau liệu pháp corticoid, ta gọi là suy tuyến thượng thận thứ phát. Do đó là người ta sẽ ứng dụng cái chuyện mà nhịp sinh học đó, người ta sẽ sử dụng cái liệu pháp này sao cho nó phù hợp nhất, đặc biệt nhất là các bệnh lý liên quan tới tới thận, ví dụ như là hội chứng thận hư là cái liệu pháp mà người ta bắt buộc người ta phải sử dụng corticoid để điều trị, phác đồ điều trị đó lúc nào mới có corticoid, hoặc là viêm vi cầu thận cấp, viêm vi cầu thận mạn, người ta cũng sử dụng liệu pháp corticoid, người ta điều trị cho các bệnh nhân này. Do đó người ta tính toán là gì, ngoài cái chuyện là thay đổi liều, thứ hai là người ta phải sử dụng là gì, sử dụng thuốc ở thời điểm thích hợp, và thứ ba là có chiến lược là giảm liều từ từ trong cái suốt cái quá trình điều trị cho bệnh nhân, tránh tình trạng là giảm liều một cách đột ngột thì nó sẽ gây suy tuyến thượng thận thứ phát. Và một số cái chức năng của cortisol, như vậy thì tác dụng của cortisol nó sẽ tác dụng lên đâu? Thứ nhất là liên quan tới chuyển hóa glucid, nó sẽ làm gia tăng là gì, đường huyết, đường gluco ở trong máu, bằng cách đó là nó sẽ tân tạo đường gluco tại gan, tăng cường cái quá trình ly giải glycogen ở tại đây.
À, cũng như là giảm cái khả năng sử dụng đường gluco ở tại các tế bào thông qua việc là gì, tăng cường sử dụng những cái nguồn năng lượng khác, nguồn năng lượng từ axit béo, nguồn năng lượng từ các axit amin, do đó là sẽ giảm cái sự việc sử dụng là gluco ở tại các tế bào của mô đích, do đó làm gia tăng đường huyết. Thứ hai là liên quan tới chuyển hóa, liên quan tới chuyển hóa nó sẽ làm gia tăng các axit amin bằng cách là nó sẽ tăng giảm tổng hợp các protein ở bên trong tế bào, do đó nó sẽ làm dư thừa cái lượng axit amin lưu hành ở trong máu của chúng ta. Và thứ ba là nó sẽ tăng cường là gì ạ? Tăng cường là quy động các axit béo, đốt cháy các axit béo để tạo ra cái năng lượng thay thế cho cái việc đó là gì? Sử dụng đường, thay thế cho việc sử dụng đường để tạo ra năng lượng. Như vậy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ còn lại là gì ạ? Cái nguồn đường gluco, nguồn axit amin nó sẽ cung cấp cho tế bào. Đặc biệt là những cái tế bào sau khi mà bị tổn thương, sau khi mà được cần được phục hồi, ví dụ như là gì có những cái mô tổn thương, ví dụ như là những vết thương hay là những cái mô mà hồi phục sau bệnh lý đó, thì nó sẽ cần phải có cái nguồn năng lượng cũng như là nguồn gọi là thiết yếu để bổ sung lại cho tế bào, đó là các gluco, đó là các axit amin hay là axit béo cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Rồi, đây là một cái hình ảnh là quá trình đó là tân sinh đường ở tại gan, tân sinh đường ở tại gan. Như vậy thì đường của chúng ta nó sẽ được chuyển hóa thành các pyruvate. Pyruvate đó là những cái đường xấu sẽ có 6 carbon. Đường 6 carbon. Rồi sau đó là nó sẽ chuyển hóa từ những cái đường mà pyruvate đường 6 carbon này, chúng sẽ được chuyển hóa thành những cái đường gluco, đường gluco tức là những cái đường mà có 6 carbon. Do đó là gì? Nếu người ta ứng dụng cái chuyện này đó, nếu như người ta sử dụng là gì, corticoid thay thế cho điều trị một số cái bệnh lý, ví dụ như là hội chứng thận hư nè, hoặc là điều trị viêm vi cầu thận cấp nè, hoặc là những bệnh nhân mà lạm dụng corticoid. Như vậy thì khi mà bệnh nhân mà sử dụng lạm dụng corticoid á, thì tùy theo cái mức độ lạm dụng mà nó có thể là gì, làm gia tăng đường huyết ở bên trong cơ thể. Nó tăng cường chuyển hóa các pyruvate thành những cái đường gluco. Thứ hai nữa đó là gì, nó sẽ làm gia tăng cái nồng độ là gì, đường huyết ở bên trong cơ thể rất 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 cao. Đặc biệt đối với những người mà người ta sử dụng liệu pháp corticoid mà liều cao mà lâu ngày đó, thì các bác sĩ người ta sẽ luôn chú ý tới cái việc đó là gì, xét nghiệm đường huyết cho bệnh nhân định kỳ. Hàng tháng người ta phải xét nghiệm để người ta đánh giá coi là cái liệu pháp corticoid này có ảnh hưởng đến cái đường huyết của bệnh nhân như thế nào. Do đó là hầu hết những bệnh nhân mà bị sử dụng là corticoid liều cao mà lâu ngày đó, thì họ luôn có một cái bệnh lý kèm theo, đó là đái tháo đường thứ phát sau sử dụng corticoid. Đối với những trường hợp mà người ta không có chiến lược mà điều trị giảm liều từ từ, sử dụng liều hợp lý, thời gian sử dụng hợp lý, thì nó sẽ dễ dẫn đến đó là đái tháo đường thứ phát. Rồi, tác dụng kế tiếp của cortisone hàng đầu đó chính là tác dụng kháng viêm. Tác dụng kháng viêm. Như vậy thì tác dụng kháng viêm của cortisone, như vậy thì cortisone nó sẽ tác động lên trên tế bào của mô đích ở bằng hai cách. Mà chúng ta đã biết rồi, cortisone bản chất của nó là steroid. Như vậy thì chúng sẽ đi xuyên qua màng tế bào để đi vào bên trong bào tương hoặc là đi vào trong nhân. Do đó là cortisone nó có thể gắn kết được lên trên các receptor ở trong bào tương, hoặc là nó gắn được lên trên các receptor nằm ở trong nhân. Thì tùy theo cái mô đích đó là ở mô nào, thì như vậy nó sẽ hoặc là nó sẽ gắn một trong hai cái nơi này. Như vậy thì nếu như mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy là giờ cortisone nó sẽ tác động lên trên các receptor ở trong nhân, thì nó sẽ gây là ức chế những cái gen gây phản ứng viêm và kích thích là gì ạ, bộc lộ ra những cái gen kháng viêm. Bộc lộ ra những cái gen kháng viêm nha, nhắc lại ha, là cortisol nó sẽ ức chế những cái gen gây ra phản ứng viêm, đồng thời nó sẽ kích thích lên các gen kháng viêm. Kích thích lên các gen kháng viêm, và tùy theo cái vị trí nó gắn kết lên trên cái receptor ở trong
nhân tế bào hay là ở bên trong bào tương, mà nó sẽ có một trong hai cái tác dụng, hoặc là ức chế gen gây viêm, hoặc là kích thích gen kháng viêm. À, nó sẽ có một trong hai cái cơ chế này. Rồi, như vậy thì nếu như mà tùy theo cái liều, như vậy thì đây là cái hình mà chúng ta thấy là gì? Tác dụng của cortisol nó gắn kết lên trên cái receptor. Như vậy thì nếu như mà cortisol này nó chỉ gắn kết lên trên một receptor thôi, nó chỉ gắn kết lên trên một cái receptor thôi, thì như vậy cái phức hợp mà cortisol receptor này nó sẽ gắn lên trên cái hệ thống DNA, tức là cái vùng gen khởi động, rồi sau đó là gì, là mở các gen cấu trúc ra. Như vậy thì nếu như mà chỉ có duy nhất là cái phức hợp là một cortisol với một receptor thì nó sẽ ức chế biểu hiện của các gen gây viêm, biểu hiện của các gen gây viêm, chúng ta gọi cái từ gọi là gen repression, tức là những cái gen gây viêm nó sẽ ức chế sự biểu hiện của những cái gen này ra. Do đó là gì, nó sẽ giảm cái tình trạng viêm, tức là tình trạng viêm phản ứng của các tế bào của mô đích. Còn ngược lại, nếu như mà cortisol nó gắn kết lên trên thụ thể này theo từng cặp, gắn kết đồng cùng một lúc lên trên là hai cái receptor như thế này, thì hai cái phức hợp cortisol receptor này nó sẽ là gì, nó sẽ gắn lên cái vùng gen khởi động trong DNA. Cái vùng gen này nó có tên đó là GRE, G đó là glucocorticoid, R đó là receptor, còn chữ E đó là element. Thì nó sẽ là gì, nó sẽ gắn kết lên trên cái vùng này, và do đó là gì, nó sẽ làm tăng cường là gì, mở các gen cấu trúc ở phía sau. Những cái gen cấu trúc này liên quan tới việc là hoạt hóa tổng hợp các protein kháng viêm, tổng hợp các protein kháng viêm, ví dụ như là các histamine, ví dụ như các là bradykinin, các leukotriene, vân vân. Thì nó sẽ tổng hợp các protein loại này. Do đó, nếu như một lượng lớn corticoid, lượng lớn cortisol được gắn kết vào trong các receptor của tế bào mô đích, thì nó sẽ có tác dụng hiệu quả, đó là gây kháng viêm. Kháng viêm, biểu hiện ra các gen kháng viêm, tạo ra những cái chất kháng viêm, ví dụ như là histamine, bradykinin gì đó. Còn nếu như chỉ gắn lên trên một receptor như cái hình ở phía bên phải này đây, thì nó sẽ ức chế những cái gen gây viêm, tức là giảm tình trạng viêm lại. Giảm tình trạng viêm lại, tức là sử dụng corticoid liều thấp. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nếu sử dụng corticoid liều thấp thì chỉ gây ra cái hiện tượng gọi là giảm viêm. Còn nếu như mà sử dụng corticoid liều cao, mạnh mẽ thì nó sẽ gây hiện tượng gọi là kháng viêm, tức là sản sinh thêm những cái chất kháng viêm. Rồi, ứng dụng cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta thấy đây, ứng dụng đó người ta sẽ có sử dụng cái liệu pháp là điều trị bằng corticoid. Như vậy thì corticoid này nó sẽ ức chế lên những cái gen mà ở tại các tế bào của mô đích, thì những cái gen này nó làm nhiệm vụ đó là gì, sao mã dịch mã để sinh tổng hợp ra các phospholipid A2. Thì corticoid, cortisol nó sẽ ức chế cái quá trình này, ức chế cái quá trình này. Như vậy thì những cái phospholipid A2 này, chúng sẽ không chuyển được các phospholipid ở trên màng tế bào thành thành các acid arachidonic. Nhiệm vụ của phospholipid A2 này sẽ chuyển các phân tử phospholipid nằm ở trên màng tế bào đó thành các arachidonic acid. Tuy nhiên, nếu như các phospholipid A2 này không được tạo ra thì những cái acid arachidonic này cũng sẽ không được tạo ra. Và khi mà acid là arachidonic này không được tạo ra thì như vậy những cái men cyclooxygenase 1 hay là men cyclooxygenase 2 này cũng không được tạo ra, và gọi tắt những cái men COX-1, COX-2 này không được tạo ra, thì những cái sản phẩm kháng viêm ví dụ như là bradykinin, prostaglandin,
histamine gì đó vân vân, thì chúng sẽ không được tạo ra. Và qua đó thì những cái sản phẩm này đó là những sản phẩm gây ra cái hiện tượng viêm, do đó ức chế được tạo ra được hai cái men này thì sẽ ức chế cái hiện tượng viêm của cơ thể. Và do đó người ta sẽ sử dụng, người ta sẽ điều trị là liệu pháp corticoid để thay thế cái vai trò của cortisone, tức là dựa vào cái con đường này. Thì đó là tác dụng chủ yếu của corticoid. Tuy nhiên thì tác dụng như vậy thì nó rất là mạnh. Do đó là người ta sẽ ứng dụng, thay vì người ta sử dụng corticoid, người ta sẽ sử dụng NSAID, tức là những cái chất kháng viêm non steroid, tức là non corticoid. NSAID. Đó, thì những cái thuốc này nó sẽ tác dụng chủ yếu là ức chế lên trên cái con đường này, tức là sẽ không không tạo ra được cái men cốc 2. Tác dụng chủ yếu là ngăn chặn cái quá trình đó là gì, men cốc 2 để sản sinh ra các prostaglandin. Do đó là những cái chất kháng viêm non steroid, NSAID, ví dụ như là gì đó, celecoxib, ví dụ như là ibuprofen đó, thì những cái chất kháng viêm non steroid này nó sẽ là gì, tác dụng chủ yếu chuyên biệt trên trên cái men cyclooxygen 2 thôi. Còn cyclooxygen 1 thì nó không có tác dụng ở trên đây. Do đó là gì, nó sẽ có cái tác dụng kháng viêm, nó sẽ ít hơn so với là corticoid. Rồi, tác dụng của trên miễn dịch, trên hệ thống miễn dịch của cơ thể đối với cortisone. Như vậy thì cortisone nó sẽ tác động lên trên cái quá trình sinh tổng hợp các interleukin. Và chúng ta có nè, interleukin 1, IL đó là interleukin 1, interleukin 2, hoặc là tác dụng lên trên là gì các IN, các IFN, tác dụng lên trên những yếu tố này lên trên các cytokine. Như vậy thì cortisone của chúng ta nó sẽ tác dụng, và như vậy thì đây là cái vòng mà điều hòa bài tiết hoạt động của các tế bào lympho T. Như vậy thì các tế bào lympho T của chúng ta nó sẽ là tham gia vào cái miễn dịch, hệ thống miễn dịch tế bào chống lại những cái tác nhân lạ xâm nhập vào bên trong cơ thể của chúng ta, vi khuẩn, virus, các độc tố vân vân và vân vân. Thì như vậy thì nhiệm vụ của tế bào lympho T nó sẽ là hệ thống miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch tế bào. Như vậy thì nó sẽ bằng cách là nó sẽ bài tiết ra các interleukin 1, interleukin 2 hoặc là IFN gamma. Thì những cái chất này nó sẽ là gì, đóng vai trò đó là miễn dịch tế bào của cơ thể. Thì cortisone nó sẽ ngăn chặn cái quá trình này, ngăn chặn việc tạo ra các interleukin 1, ngăn chặn tạo ra các interleukin 2, ngăn chặn tạo ra các IFN gamma ở tại đây. Như vậy thì qua đó thì những cái chất này mà không được bài tiết ra thì nó sẽ không tạo ra được những cái đáp ứng miễn dịch của tế bào. Đáp ứng miễn dịch của tế bào. Do đó ứng dụng cái chuyện đó thì người ta thấy rằng là gì? Đối với bệnh nhân mà ghép tạng chẳng hạn, bệnh nhân ghép thận nè, ghép gan nè, ghép phổi nè, thì chúng ta thấy rằng là khi bệnh nhân được ghép gan, ghép thận, ghép phổi thì những cái mô hiến tặng đó, đó là trái thận ghép, đó là những cái mô gan được ghép vào hay là những cái mô phổi được ghép vào, thì những cái mô đó là những cái mô ngoại lai đối với cơ thể và sẽ có nguy cơ là bị các tế bào lympho T của cơ thể của chúng ta nó tấn công. Vì vậy người ta bắt buộc người ta phải sử dụng corticoid liên tục trên những bệnh nhân ghép tạng này để nhằm mục đích là ngăn chặn tạo ra các interleukin 1, interleukin 2 hay là IFN gamma. Thì những do đó là gì? Các tế bào lympho T này nó sẽ, xin lỗi, các tế bào lympho lympho T này nó sẽ không tấn công lên những cái mô ghép này nữa. Do đó cái hiện tượng đó chúng ta gọi là hiện tượng chống thải ghép. Hiện tượng chống thải ghép. Rồi, hoặc là gì nữa? Trong cơ thể của chúng ta có một số các bệnh lý mà có thể mắc phải, các bệnh lý tự miễn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống hay là bệnh thận IgA, thì những cái bệnh lý này nó sẽ tạo ra những cái kháng thể để chống lại các tế bào ở bên trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy nhưng mà những cái kháng thể đó nó xuất phát từ đâu mà ra? Xuất phát từ cái quá trình hoạt động miễn dịch tế bào lympho T mà ra. Cũng là việc thông qua cái việc đó là sản sinh ra các interleukin 1, interleukin 2 hay là các IFN gamma mà ra.
nó sẽ gây ra cái các tạo ra các những cái kháng thể miễn dịch nó chống lại các tế bào bên trong cơ thể. Người ta sẽ sử dụng liệu pháp corticoid để người ta ngăn chặn cái quá trình này được tạo ra. Rồi, các tác dụng khác của cortisol, ví dụ như là tác dụng chống dị ứng nè, tác dụng lên trên các tế bào máu, nó sẽ làm giảm một lượng lớn đáng kể đối với các tế bào ưa axit và các tế bào lympho nha. Do và đồng thời nó sẽ làm gia tăng cái số lượng hồng cầu. Do đó là khi mà người ta điều trị trên những bệnh nhân mà sử dụng corticoid lâu ngày đó, thì người ta luôn phải làm cái công thức máu, xét nghiệm công thức máu để kiểm tra coi là cái công thức bạch cầu đó thì cái con eosinophil này nó có tăng lên hay không, hay là xin lỗi, nó có giảm hay không, hoặc là làm giảm các tế bào lympho, đặc biệt là lympho T hay không. Người ta sẽ kiểm tra lại nhưng mà điều chỉnh cái liều corticoid sao nó cho nó phù hợp. Rồi, tác dụng nữa đó là nó sẽ tác dụng lên trên dạ dày, thì nó sẽ kích thích các bà các tế bào thành của dạ dày bài tiết ra H cộng và CL trừ để mà tăng cường sự bài tiết là gì, axit HCL. Đồng thời nó sẽ ức chế lên trên các tế bào nhầy, tế bào biểu mô tuyến của vùng niêm mạc dạ dày, nó cho đó là nó sẽ làm ức chế sự bài tiết chất nhầy cũng như là bài ức chế sự bài tiết HCO3 trừ ở tại đây. Do đó nó sẽ làm gia tăng tình trạng gọi là viêm loét dạ dày, và cũng như là làm giảm cái chất nhầy để mà bao bọc bảo vệ cho niêm mạc của dạ dày. Rồi, đối với corticoid thì nó sẽ tác dụng lên trên tâm thần, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là hưng phấn ha, thèm ăn, ăn liên tục. Rồi, tại vì nó bức rứt, khó ngủ, hưng phấn. Do đó chúng ta sẽ thấy là những bệnh nhân mà sử dụng corticoid lâu ngày á, thì sẽ có hiện tượng đó là tăng cân. Sẽ có hiện tượng là tăng cân. Rồi, đồng thời nữa là tác dụng đối kháng với vitamin D, hay nói cách khác là corticoid nó sẽ làm giảm cái sự hấp thu canxi. Hậu quả dẫn đến là nếu sử dụng corticoid lâu ngày thì bệnh nhân dễ bị loãng xương, dễ bị loãng xương. Rồi, một số cái tác dụng khác, ví dụ như là của cortisol thì tác dụng lên đâu, tác dụng lên chuyển hóa, làm tăng đường huyết nè, rồi tác dụng làm tăng huyết áp nè, rồi làm tăng bài tiết serotonin, xin lỗi, làm giảm bài tiết các serotonin, thì nó sẽ làm giảm cái cảm giác đau. Giảm cảm giác đau rồi đó, và giảm bài tiết serotonin sẽ gây ra hiện tượng trầm cảm. Do đó chúng ta sẽ thấy là những bệnh nhân mà sử dụng corticoid lâu ngày đó, nó sẽ có biểu hiện là trầm cảm đó. Và những bệnh nhân mà lạm dụng corticoid đó, những cái đối tượng đó rất dễ bị trầm cảm. Rồi, điều hòa bài tiết corticoid, glucocorticoid thì nó sẽ do ACTH nó sẽ quyết định nè. Do đó chúng ta thấy là gì? Ngược lại, đối với aldosterone thì tác dụng của ACTH nó không có rõ ràng, nó không có quyết định. Nhưng đối với mineralocorticoid, đặc biệt nhất là cortisol, thì cái việc điều hòa bài tiết nó sẽ do ACTH được bài tiết ra từ cái tuyến yên trước, nó sẽ quyết định. Và cái sự bài tiết là cortisol, glucocorticoid này nó sẽ được bài tiết theo cái nhịp sinh học. Nhắc lại là bài tiết tăng nhiều nhất đạt được đỉnh vào lúc 9 giờ sáng và giảm dần vào lúc nửa đêm. Rồi chúng ta sang cái phần còn lại cuối cùng, đó chính là liên quan tới vùng tủy thượng thận. Vùng tủy thượng thận. Như vậy thì cái vùng tủy thượng thận của chúng ta, về bản chất cấu trúc mô học thì các tế bào của vùng tủy thượng thận nó có cùng chung nguồn gốc với các tế bào của thần kinh giao cảm. Và chúng ta có thể xem cái vùng tủy thượng thận nó là một cái vùng hạch giao cảm, nó bị biến đổi mà thôi. Vùng hạch giao cảm, bởi vì tại đây nó sẽ có được cấu tạo bởi những cái tế bào chúng ta gọi là tế bào ưa chrome, hay còn gọi đó là chromaffin cell, tế bào ưa chrome. Thì những cái tế bào ưa chrome này bản chất nó là các neuron, tức là các tế bào thần kinh. Tuy nhiên các tế bào thần kinh này nó sẽ bị khiếm khuyết hai yếu tố. Thứ nhất là nó sẽ không có sợi trục, và thứ hai là nó sẽ không có nhánh. Tức là những cái tế bào thần kinh này chúng chỉ có thần tế bào thôi, nó không có sợi trục cũng không có các
là các nhánh không có các tua gan. Đó. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là dạ, các tế bào thần kinh nó liên lạc với nhau thông qua cái gì? Thông qua chất dẫn truyền trung gian thần kinh được vận chuyển dọc theo cái sợi trục, đi qua các nhánh, đi qua sự tiếp hợp giữa các khe synapse. À, nhưng mà đối với các tế bào của vùng tủy thượng thận, nó không có sự trục, nó không có nhánh, do đó là gì? Do đó là cái sự liên lạc giữa các tế bào này sẽ không xảy ra, hay nói cách khác là nó sẽ không liên hệ với các tế bào thần kinh nơi khác. À, do đó là những cái chất mà do nó bài tiết ra thì chỉ có đi vào trong máu mà thôi. À, chỉ có đi vào trong máu mà thôi, chúng không có dẫn truyền qua hệ thống thần kinh. Do đó chúng ta thấy là gì, cái vùng tủy thượng thận của chúng ta nó bài tiết ra catecholamine, đó là adrenaline và noradrenaline. Thì noradrenaline là đó là bản chất, đó là gì, đó là những chất dẫn truyền trung gian của thần kinh giao cảm, tuy nhiên chúng không được vận chuyển đi theo sợi trục phân nhánh của thần kinh để đi đến các khe synapse, mà nó lại được vận chuyển theo con đường máu. À, vận chuyển theo đường máu. Do đó chúng ta sẽ thấy là gì, như vậy thì nó sẽ đi đến các cơ quan, đi đến các cơ quan một cách nhanh chóng, và nó sẽ duy trì tác dụng của thần kinh giao cảm. Ha, duy trì tác dụng của thần kinh giao cảm. Rồi đây chúng ta thấy ha. Đó, như vậy thì tủy thượng thận nó sẽ bài tiết ra là gì, bài tiết ra các adrenaline và các epinephrine và norepinephrine. Đó, rồi sau đó là chúng sẽ được vận chuyển đi theo dòng máu để đến các cơ quan đất. Trong khi đó đối với thần kinh giao cảm thì nó sẽ bài tiết cũng những cái là gì? Đó là những cái epinephrine và norepinephrine, đó là những chất dẫn truyền trung gian thần kinh giao cảm, nhưng nó nhờ nó có sợi trục. Nhờ nó có sợi trục rồi nó sẽ bài tiết chất này qua cái khe synapse để đi đến cái cơ quan đất. Trong khi đó thì những cái sản phẩm này cũng cùng những cái sản phẩm này, chúng không có cái sợi trục, chúng không có phân nhánh, do đó là chúng sẽ ngấm trực tiếp vào trong máu để đi đến các cơ quan. À, để đi đến các cơ quan. Đó, đây là hình ảnh để cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi, như vậy thì thụ thể của chúng nó sẽ nằm ở tất cả các tế bào ở bên trong cơ thể của chúng ta. Và thụ thể của chúng nó sẽ có hai loại chủ yếu, đó là alpha và beta. Ha, tùy theo cái số lượng mà thụ thể alpha và beta trên mô đích nhiều hay ít mà chúng sẽ có tác dụng nhiều hay ít trên mô đích. Như vậy thì đối với noradrenaline thì nó chỉ có một loại thụ thể thôi, đó là thụ thể alpha nằm trên tế bào của mô đích. Trong khi đó đối với adrenaline thì chúng sẽ có hai loại thụ thể là alpha và beta trên tế bào của mô đích, có cả hai loại luôn. Do đó chúng ta sẽ thấy là gì, tác dụng của adrenaline nó sẽ mạnh hơn và lâu hơn so với là noradrenaline, bởi vì noradrenaline nó chỉ tác dụng lên trên một thụ thể thôi, trong khi đó thì adrenaline tác dụng lên trên hai thụ thể. Tác dụng lên trên hai thụ thể, do đó là adrenaline nó sẽ tác dụng mạnh hơn, đa dạng hơn và lâu hơn so với là noradrenaline, bởi vì có những loại tế bào nó chỉ có chứa thụ thể là gì, beta thôi. Cũng có một số loại thụ thể thì nó sẽ tế bào cơ quan thì nó sẽ có tế bào rồi các thụ thể đó là alpha, và cũng có một số loại cơ quan mà tế bào của nó chứa cả hai loại thụ thể. Do đó chúng ta sẽ thấy là gì, tác dụng của adrenaline nó sẽ đa dạng hơn, đa dạng lên nhiều cơ quan hơn so với là noradrenaline. Vì vậy chúng ta sẽ thấy bây giờ khi thần kinh giao cảm nó bị kích thích, nó sẽ kết thúc lên trên cái vùng tủy thượng thận, thì cái vùng tủy thượng thận này nó sẽ bài tiết ra các adrenaline và noradrenaline. Thì những cái noradrenaline và adrenaline này chúng sẽ ngấm trực tiếp vào trong máu và nó sẽ đi len lỏi đến khắp tất cả các tế bào ở bên trong cơ thể của chúng ta. Do đó chúng ta thấy là gì, có thể thần kinh giao cảm nó không tới được những tế bào này, nhưng mà cứ hễ có hệ thống mao mạch, hệ thống mạch máu để nuôi dưỡng những tế bào này thì chắc chắn sẽ có are và no are nào liền sẽ đi đến những cái tế bào này. Hay nói cách khác là nhờ vào cái thần cái vùng tủy thượng thận mà nó sẽ thể hiện được tác dụng của thần kinh giao cảm ở trên mô đích, mặc dù là các tế bào thần kinh giao cảm này nó không vươn tới được, không vươn tới được. Do đó qua đó chúng ta sẽ thấy là gì, thần kinh giao cảm nó sẽ tác dụng nhanh, xa, mạnh hơn rất nhiều so với thần kinh phó giao cảm, là nhờ vào cái vùng tủy thượng thận này mà ra.
Rồi hình này thì chúng ta đã được nói trong cái bữa mà đại cương về nội tiết rồi, tức là thụ thể của các catecholamine đó là adrenaline và noradrenaline, đó là những cái protein liên kết với đó là những cái receptor liên kết với các protein G nằm ở trên trên màng của tế bào ha. Thì cái phần này chúng ta đã được nói trong cái phần mà đại cương rồi, chúng ta không lặp lại nữa ha. Rồi các loại thụ thể của catecholamine ở trên tế bào những cơ quan nào thì chúng ta có một cái bảng liệt kê ra ha. Cụ thể alpha thì có ở loại nào, cụ thể beta có loại nào, thì cái nội dung này chúng ta cũng đã được nói trong cái phần sinh lý thần kinh mà chỗ thầy Kiên đã dạy cho các bạn rồi, đặc biệt nhất là đối với thần kinh thực vật đó. Thì chúng ta có thần kinh giao cảm, phó giao cảm gì đó, thì đối với thần kinh giao cảm thì nó sẽ có những cái loại thụ thể này trên các cơ quan tương ứng. Rồi chúng ta nói một chút về cái vai trò của stress. Như vậy thì khi có tình trạng stress của cơ thể xảy ra, ví dụ như là buồn vui ha, buồn quá mức vui, hoặc là cái tâm trạng trầm cảm gì đó vân vân, thì chúng sẽ đây là một cái tình trạng mà nó sẽ tác dụng lên trên thần kinh, tác dụng lên trên não bộ của chúng ta. Thì nó sẽ đáp ứng một cách tức thời bằng cách là nó sẽ kích thích lên thần kinh giao cảm. Kích thích lên thần kinh giao cảm. Rồi cái thần kinh giao cảm này nó sẽ kích thích lên trên cái vùng tủy thượng thận để bài tiết ra các catecholamine. Và những cái catecholamine adrenaline và noradrenaline này chúng có tác dụng gì? Thứ nhất là chúng sẽ thủy phân glycogen để tăng tạo đường gluco, nhằm gia tăng cái nồng độ lượng gluco trong máu. Thứ hai là chúng sẽ làm tăng huyết áp, rồi thứ ba là chúng sẽ làm tăng nhịp thở. Thứ tư là chúng sẽ làm tăng cái quá trình chuyển hóa của cơ thể, tăng quá trình chuyển hóa của cơ thể. Rồi thứ năm là chúng sẽ giảm cái hoạt động tiêu hóa, và làm gia tăng cái hoạt động thức tỉnh của cơ thể của chúng ta lên. Tuy nhiên tất cả những cái hoạt động này nó sẽ diễn ra một cách tức thời và nhanh chóng biến mất, trong khi đó thì khi có tình trạng stress xảy ra thì sẽ có đáp ứng chậm. Có người thì là gì, đáp ứng cơ thể đối với tình trạng stress diễn ra nhanh, có người thì đáp ứng tình trạng stress cơ thể thì diễn ra chậm. Như vậy thì chậm thì nó sẽ kích thích lên trên cái vùng rồi để bài tiết ra là gì, ACTH, vùng tuyến yên trước đó. ACTH này nó sẽ tác dụng lên trên lớp cầu, lên trên lớp cầu để bài tiết ra các mineralocorticoid, bài tiết các mineralocorticoid. Thì các mineralocorticoid này nó sẽ tăng cường cái quá trình tác thu natri và nước ở tại ống lượng xa và ống góp của thận. Thứ hai là khi mà nó làm tác thu muối nước ở tại ống lượng xa và ống góp của thận thì chúng sẽ làm gia tăng cái thể tích dịch ngoại bào, qua đó là nó sẽ làm tăng huyết áp. Còn đối với tác dụng của ACTH lên trên cái vùng lớp bó thì nó sẽ bài tiết ra các glucocorticoid, hay điển hình là cortisol. Như vậy thì nó sẽ làm tăng tân tạo đường từ những cái nguồn năng lượng là axit amin, axit béo, cũng như là tăng ly giải glycogen để chuyển thành là đường gluco, do đó sẽ làm tăng đường huyết ở bên trong cơ thể. Thứ hai nữa là chúng sẽ là kích thích lên trên cái hệ thống miễn dịch, gây tăng đáp ứng miễn dịch đối với cơ thể, đặc biệt nhất là miễn dịch tế bào, đáp ứng miễn dịch tế bào. Đó thì đó là một số liên quan tới các hormone của vùng tuyến thượng thận, đó là vùng vỏ thượng thận và vùng tủy thượng thận phải tiết ra. Do đó chúng ta thấy là gì, những hormone của vùng vỏ thượng thận hay là vùng tủy thượng thận nó đều liên quan tới, chủ yếu tới các hoạt động, ba hoạt động lớn của cơ thể. Thứ nhất là hoạt động chuyển hóa của cơ thể, thứ hai là điều hòa thể tích dịch ngoại bào của cơ thể, và thứ ba là liên quan tới điều hòa cái hoạt động đó là gì, sinh dục của cơ thể, sinh dục nam và sinh dục nữ. Thì đó là toàn bộ cái nội dung còn lại của phần cái chương nội tiết mà buổi tối ngày hôm nay thì thầy làm việc với các lớp. Thì hy vọng là năm buổi của chúng ta nó ít nhiều nó sẽ góp phần để mà chúng ta bổ sung kiến thức cho cái phần mà sinh lý nội tiết, và làm cơ sở, làm nền cho mọi người sau này, thí dụ như khi chúng ta ra trường, chúng ta tốt nghiệp, chúng ta làm về chuyên ngành nội tiết thì chúng ta có những cái cơ sở sinh lý này để bổ trợ cho nghề nghiệp của chúng ta trong cái thời gian sắp tới. Thì đó là toàn bộ cái nội dung của cái chương nội tiết. Chúng ta kết thúc ở tại đây ha mọi người ha.
Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn mọi người đã chia